Anh Dung ạ, quả này chủ động chắc là nhặt đinh cổ mổ về này. Đinh cổ ơi, bắn xuống đi. Thấy đinh phạt ok liền. Ok, hello cho các bạn. Ngày hôm nay đang tiến hành là lợp tiếp cái máy nhà công nguyện các bạn cho bản gì nhỉ, hôm trước mời hỏi mà hôm nay quên rồi đấy. Anh em mình vào từ lúc sáng rồi các bạn. Bây giờ anh em mình cố gắng tranh thủ sống chỗ này rồi là sẽ về và ra thăm ruộng các bạn. Chỗ này đang sử dụng máy nên là nó hơi ồn. Không mọi người thông cảm. Ba anh em mình, anh Dũng với cả ba em Thảo nữa. Ba anh em liệt đử đây, nhọc ngần đây. Bây giờ đói bùng run tay rồi, chứ không ăn gì cả. Làm chuyến ngày luôn. Cái quãng đường đi về rất là xa các bạn. Đi về mất khoảng tầm một tiếng hô. Đi một tiếng về một tiếng các bạn. Nên là buổi trưa làm thông tầm luôn, làm không nghỉ luôn. Chủ đông thì đang hối mà mình thì cũng đang muốn làm sống để mà vào bản đấy các bạn ấy. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn trở lại với channel Thiện Nhân Blog Cuộc Sống Châu Phi. Thì như các bạn biết rồi, chiều nay thì ngày hôm nay thì mình và chủ Thảo thì đang tiến hành thi công công trình mái của cái nhà thờ bản Golo. Cái bản đấy là bản chủ Đông phụ trách. Thì mình tiến hành làm cho kịp tiến độ để cho chủ Đông cũng đến giai đoạn phải bàn giao công trình, chẳng hạn là cho người dân để đi nhà thờ, đi nhà cầu nguyện đồ các kiểu ấy. Thì hôm nay là anh em mình tranh thủ là chạy thẳng ở trong đấy về đây luôn, hơn tiếng đồng hồ các bạn, khoảng tiếng rưỡi đồng hồ từ trong đó về đến đây. Thì mình chạy qua nhà luôn, đấy là mình đi thẳng ra đây luôn chứ mình không ghé vào nhà nữa. Bây giờ để xuống xem cái ruộng lúa như thế nào. Thì mấy hôm nay thì chủ Thảo là tiến hành sát sao cùng người dân bản ở đấy, chỉ mỗi mình là vào trong kia thôi. Thì hôm nay mình và chủ Thảo nghỉ, thì hôm nay là mình với chủ Thảo sẽ ra đây kiểm tra xem thế nào. Bác một giây phê đi nào. Lạnh nhỉ? Cho đắp mướng thôi. Em đắp cho đắp đường đây đúng không? Dạ, làm đường. Nhưng mà phải cho đau cái mướng sâu lên tí nữa em ạ. Không, đau. Cho làm đường trước anh. Ừ, nhưng mà hôm sau nó cứng á. Dạ. Thì mình lại đau lên một lần nữa. Dạ. Cái chỗ này em này, cái chỗ này cũng dẫn một con đường chạy thẳng xuống dưới đây luôn. Dạ, xe ba gác bây giờ xe ô tô có thể xuống dưới kia. Không, làm rút rồi, rút lên luôn đấy. Ừ, thì bây giờ lại xem cái vườn ướm thế nào đã. Ui, nước nối hè, lạnh, ngoài này thời tiết ngoài này lạnh thật. Ở giữa này kiểu nó trồng ấy, trồng rõ lạnh thật. À, ok. Đây là cái cải... cái bè đấy, cái bè mỡ. Đây, nói chung là cũng được đấy. Bên này là cái củ này thì một thời gian vừa nữa rồi ấy em ạ. Chỗ này là gieo cái gì nhỉ? Chưa gieo đúng không? Anh quên đi. Mấy hôm rồi mình không vào bản các bạn. Mấy hôm nay chủ yếu là trông cầy vào chủ Thảo hết. Chú Thảo thì đứng trước máy quay rất là ngại. Đây, hành đẹp rồi em ạ. Xin mau ra bidu. Đây, hành tây đẹp đấy. Ô, dê phê đi nụ. Amanya đô bà amanya, manda tira kapin nhá. Lì xù ai nhá, tu đù lì xù nhá. Hành tây bữa nay đẹp rồi. Đều em hề. À, đâu nữa, đâu rau mùi à? Bên nữa rau mùi chứ, mọc rồi à? Ok. Hành tây nhiều cực kỳ luôn. Rau mùi mọc rồi này.
Bên kia rau cải củ. Bên kia cải củ. Rồi, ok. Thôi, về thôi. Anh em mình xuống dưới kia đi. Cây củ này không sao, tiêu bớt ra màu không thì anh. Không, cây củ như vậy được em. Cây củ như vậy được. Đấy, em vài mình đều đúng. Ừ. Cây củ như vậy được. Đấy anh. Đấy, ok. Có đạp bơ ấy. À, em cho căng dây là đạp đây rồi. Đấy là đỉnh một con đường ấy. À, đây con đường đấy. Đúng rồi, kéo dọc lên trên kia đấy. Đấy là cái mương để xả phèn này. Cái này hôm nào là hôm sau thì công việc nó ổn rồi ra đấy thì anh sẽ nói mọi người là chỗ này đào sâu xuống này. Như này chứ đạt. Với lại chỗ này sẽ kiếm một số cây làm cái cầu qua chỗ này. À, chỗ này đất khô đấy này. Đấy, cái này thì ít hôm nữa đào rồi là cản lại cho nó phẳng luôn. Chỗ này nó cứng đấy Thảo nhỉ. Hôm sau nó cao lại cho phẳng ấy. Ừ. Đi dâu chân nữa. Đó. Đất nó ướt quá đấy. Thì hôm nữa là rồi mình đào dưới kia lên là mình cản phẳng phạt. Để như vậy mấy hôm luôn, cả tuần luôn để cho nó cứng hẳn ấy. Ừ, đây mướng khử phèn. Bên kia là con đường. Ở giữa hai bên là hai cái mướng. Ừ, đúng rồi. Ok, áp giáp rồi. Lạnh nhỉ. Ui, mặc cả áo ấm thế, áo dài tay thế này rồi mà còn lạnh ấy. Bây giờ có lẽ là khoảng tầm 90 độ chứ. Chắc là đến đấy nhỉ. Càng về đêm thì càng lạnh. Sợ thật. Chỉ sợ là cái lũ nó không phát triển được thôi. Lo. Ừ. Mai một rồi đào cái mướng này cho xấu ruộng rồi lấy đất đắp lên làm con đường đấy. Đi lại cho nó thuận tiện. Ừ. Ừ. Ô, hãy đi xoay cá đi Thảo ơi, con cá đi. Đi đi. Cá này. Ô. Đấy, có cá. Ui, cá nhiêu này. Này, cá nhiêu này. Đây này, không biết các bạn có thấy này. Ô. Tên bé xe ấy. Taki, ve, aparece, no cámara aparece, aparece, pequeño, ¿no? Es pequeño. Después va a ficar grande. Đi, đi ra ta kiểm tra lúa ya. Hả? Không được cái gì đâu kìa. Ấy. Bắt được con chuột to rồi đấy. À, con chuột mà hôm anh em mình tìm à? Dạ, dạ, dạ. Wow, mừng nhờ. Thế thì. To về đi. À, thế à? Ơ Thảo ơi. Dạ. Cái mấy hôm nay cái tình trạng con chuột nó phá con được không em? Ấy. Ủa thế à? Mừng nhờ. Để đấy. À được. À, bây giờ ta tiền thể ta thử xem một vòng xem có con nào nữa không. Em đi vòng đang trên kia đi. À, đây em mới cho bọn đàm nhỉ. Vậy là xúc bún rồi nhờ. Nhưng mà cái này chắc là đợi ít hôm nữa Thảo ạ. Anh có xem comment của mọi người mà mọi người bảo là khả năng cho nó hơi cao lên một tí nữa rồi ta cho xúc bún. Cái chỗ này là hôm rồi là con chuột nó phá chỗ này đấy nhở? Hả? Bơ nữa à? Bơ này, bơ này. Bơ mới. Bơ anh đi đây đi ăn. À, đây này, đây góc đi này. Đây, đào đấy này, nó phải đào ấy. À. Em thử kiểm tra xem có tình trạng đấy tái diễn không? Xem có con nào thì hôm nay ta thịt luôn. Hôm nay ta bắt về ta làm thịt luôn, buổi tối chứ có gì ăn cả. Ở ngoài này chuột đông to lắm các bạn ạ. To như bắp chấn ấy. À, mình đi dọc đường. Ôi, con này con có cái con ếch nhỉ? Simo. Ê. Ê, con cóc. Con cóc là cầu ông chơi đây. Đang trốn này. À, giống con ếch, mình tưởng con ếch. Đi vào một sâu. Ếch ấy, à... Sapu. Tiếng Bồ tên gọi là Sapu các bạn. Ai, xem có con chuột con gì nó phá không. Chỗ này là chủ Thảo cho giấm giấy khoai rộng đấy các bạn. Aki tu du jam emu. O mete rama. O zeferinu. Fatani. Oh, tem que buscar mais no que no. No no no. Capingala, vem, de meter aqui, já. Đâu nữa dám này em, đâu đi chứa đi. Nhưng mà mấy vòng này là trông được đấy em này. Chắc là sáng tuần cho trông tiếp đi. Sáng tuần nếu mà trông tiếp thì cắt đến hành được em. Đây cái vòng này giờ nó khô đấy mà. Nước nó ráo đấy. Ừ. Ừ, ôi, dưới mà đang tháng ấy. Chỗ này sáng được.
mới có 4 hôm các bạn, mà bây giờ giống như lạc hầu đấy. À, chỗ này là mình cho trồng lên đây này. Hãy tí nữa đi dọc trong bên đi coi có cá bắt cá về nấu ăn không? Lành nhờ. Không, đã lên vòng như này rồi em. Dạ. Thì sáng tuần ta cho trồng tiếp đi. Dạ. Cho trồng hết đi. Không, em cho lên như cả đúng không? Ừ. Dạ. Cho trồng hết đi. Xin mong. Aparece. Chỗ này em cho xúc đấy hả? Dạ. Nhổ cỏ với xúc bún đấy hả? Dạ. Ok. Không, cái này khả năng theo các bạn thì mình cho nó cáo lên tí nữa. Rồi ta xúc bún. Chỉ mong phát xa kê lên là đuôi á? Dạ, chỉ cần anh chưa. Và bà rơi xí? Đi. Ui, cọc nhiều nhờ. Cọc nhiều, được không anh ấy? Hả? Ừ. Cọc để ở Việt Nam mình làm thịt đấy, phục bổ đấy. Ừ, phải người biết đấy, người biết đấy, nắm được kỹ thuật làm chứ không là nguy hiểm cực kỳ. Con dao à, con dao hai mặt mà. Ừ, mà đây cọc nhiều thật đấy, này. Ếch nhờ, có ếch mà bắt về làm thịt nhờ. Nhưng hôm trước là nó ăn chỗ này đấy này. Nhưng hôm nay cái luồng mọc rồi, bắt đầu phát triển trở lại rồi. Đi xem sang bên xem rừng lũ em. Lá ra friend. Ui. Khoan không á? Thảo ơi. Xin không? Xin mày, xin mày. Nè. Cá này. Cá này. Đây nè. Nhiều nhỉ? Không tháo đồng lưới ra lại luôn anh. Ừ, chỗ này là nó này đây em này, nó lớn đấy này. Dạ. Aparece, Simón, ve. Ve, 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 sí. Ve. Ahí, ve. Y, vamos, vamos a frente. Ahí. Ah, no, bắt đầu vừa đấy nhờ. Ah, Simón, Simón, aquí, ni. Đây, những cái lúa bắt đầu. Aparece. Đó, lá nó ra tốt chưa? Này, cái lúa này bắt đầu lá bắt đầu vượt đây nhỉ? Ừ. Ờ, nhiều mà, nó bắt đầu phát triển đấy. Ừ. Em này anh hai ngày vẫn ra là nhìn lá. Ừ, đúng rồi. Thế thì yên tâm thôi. Hả? Thế thì yên tâm thôi. Đây, nhìn bụi lúa đây. Ừ, cái lúa bắt đầu vượt đấy. Đó. Mai próximo đi, Simón. Để đợi anh đi dòi cái đèn này xong sáng hết. Đây, này, này, Simón. Ừ. Chỗ này vô đẹp rồi. Ừ. Mấy hôm ra là nó khác hẳn ý Thảo. Đây này, điển hình này, như cây lúa này. Đây, cái cây lúa này, đấy chỗ ánh đen ấy. Mọi người thấy bắt đầu lá mọc rất là nhanh này. Thế này thì yên tâm rồi. Ừ. Ờ, cỏ thì ở đấy ruộng ngập nước mà em, cỏ này cỏ ngập nước mà. Chứ không phải là giống như ừ, xem là nhảy nhé. Xem nó đã bắt đầu để nhảy nhé. Chứa nhỉ. Dạ, đi ăn mới bén rê đây. Đây này, lá bắt đầu khác ra hẳn lên. Lá khác hẳn này. Thôi, nói chung là có trợ thủ đắc lực kỹ thuật về mảng trồng lúa các bạn. Đấy, chú Trần Huy Thảo. Đấy. Nên là mình cũng là yên tâm phần nào. Có thể là vào bản đấy. Nên đây này, đặc biệt cái này em này, hay lúa này, lá này. Dạ. Ừ. Đây lá bắt đầu khắc hẳn này các bạn. Đây bắt đầu nó vượt đấy. Thôi anh em mình về nhỉ, thế này yên tâm đấy. Ừ. Bên này về thôi. À, bên này nó cũng bắt đầu phát triển này. Ló gì em, không làm thì thôi chứ làm cái gì ló vậy chứ. Cái lửa này.
sử dụng đèn pin các bạn. Mọi người thấy anh em mình đi hôm về khuya đấy, nhưng cũng khuyến bảo là cẩn thận đấy, dây dẹp đồ các kiểu bảo hộ lao động ấy, nên là chúng mình có mang theo mà đèn pin đồ các kiểu các bạn, nên là yên tâm. Hả? Cái gì đó? Hay? Cá trẻ à? Con cá trẻ à em? Đâu? Anh xem nào. Ê! À, chắc mọi người cũng thấy rồi. Ê, em cầm nó, anh zoom như thế nào. Đây, đây, đây bông đen các bạn. Cá trẻ các bạn này. Đấy, đầm bưởi đấy. Thôi, cho em nó nghỉ đi. Anh em mình về thôi nhở. Ok các bạn, bây giờ muộn rồi. Anh em mình ra thăm ruộng, vừa nụt cống là xem cái lúa như thế nào. Cái ban ngày thì mình cũng bận quá đấy, nên là cũng có thời gian. Thì cũng có nhờ chú Thảo ra đây sát sao với cùng người dân đấy. Nhưng mà cứ tận mắt kiểm tra cái lúa thì mới yên tâm các bạn. Bây giờ muộn rồi, nên là anh em mình xin tạm dừng video tại đây. Các bạn thấy hay, ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để vlog cuộc sống châu Phi. Hello, chào các bạn này. Chào các bạn. Tạp friu các bạn, lạnh quá.